Xin chào các bạn. Trên cái hình ảnh này các bạn thấy nó rất là quen thuộc. Đây là cái đám cà của mình nha các bạn. Đó, và mình đã giới thiệu trong các cái video trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật về ươm giống rồi tạo bầu, cách trồng cái cà nha các bạn. Và cũng có một cái video mình chia sẻ với các bạn là cái cách chăm sóc rồi bón phân. Nhưng mà thưa các bạn, thì để có được trên cái hình ảnh này thì các bạn nhìn thấy những cây cà nó rất là xanh tốt. Và cái thời gian đến đây thì cũng gần nửa năm khai thác rồi các bạn. Mình tính thì nó trên 4 tháng các bạn, khoảng hơn 4 tháng. Và rất là nhiều cái đợt cho trái mà gia đình đã thu hoạch nha các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video ngắn đến với các bạn là trong quá trình mà mình trồng cái cây cà này các bạn, đến cái giai đoạn mà chúng ta khai thác quả của nó để làm rau ăn gia đình, hoặc là nếu các bạn trồng nhiều có thể chúng ta bán ra ngoài thị trường. Đó là nếu như chúng ta chăm sóc đúng cách nha các bạn, theo cái tiến độ thời gian trong hết cái chu kỳ mà mình trồng và khai thác nó đó. Nếu mà làm đúng thì nó sẽ tạo ra một cái vườn cà rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy mấy ngày này thì ở miền Trung mình là nắng rất là gắt các bạn. Nhiệt độ ở ngoài trời có khi là sẽ lên đến 35, 37 độ C và nắng rất là dài ngày. Nhưng mà trên hình ảnh này cây cà cũng rất là tốt nha các bạn. Đó, nhờ tưới nước rồi chăm sóc bón phân đúng cách. Nay mình sẽ giới thiệu một cái kỹ thuật nữa mà các bạn sẽ xem video này, và một cái khâu rất là quan trọng các bạn. Đó là cái tỉa cành tạo tán cho cái cây cà và bón phân bổ sung cho nó khi nó ở giai đoạn cũng 4 tháng sinh trưởng và cho quả nha các bạn. Đó, mà nếu chúng ta làm tốt cái khâu tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó, thì cây cà chúng ta sẽ đứng 1 năm hoặc hơn 1 năm cho quả liên tục và với cái dáng và rất là xanh tốt thế này các bạn. Đó, khi mà phát triển đến tầm nửa năm nha các bạn, thì các bạn nhìn thấy một cái cây cà mình quay để các bạn nhìn thấy đó là nó sẽ cao như thế này các bạn. Đó, như cái cây cà này thì nó sẽ cao đến hơn 1 mét, các bạn thấy chưa? Đó, và cái quả này thì còn ít là lý do là cũng mình khai thác đó nha các bạn. Bây giờ thì đang chăm sóc để nó ra một đợt quả mới, được các bạn nhìn thấy nó vẫn còn có hoa như thế này. Nhưng mà cây cà này thì rất là cao nha các bạn. Nếu chúng ta không xử lý nó đó thì chắc chắn rằng nó sẽ có một cái hệ quả là nó nhanh cỗi nha các bạn. Và cây cà luôn luôn cho hoa cho quả khi mà nó đâm những cái chồi mới, rất là quan trọng nha. Nên cái khâu này thì các bạn thì nhất thiết là chúng ta phải bấm tất cả những cái cành đó nha các bạn, để tạo ra một cái tán mới cho nó. Còn những cái cây mà các bạn nhìn thấy trên hình ảnh là nó vẫn thấp như thế này nha các bạn. Đó, thì mình sẽ không cần bấm các bạn. Đó, không phải là cây nào chúng ta cũng bấm. Những cái cây này các bạn thấy chưa, những cái tược mà nó lên rất là đẹp như thế này, các bạn cố gắng xem nha các bạn. Đây, những cái tược như thế này đó, nó rất là mới như thế này và cái màu xanh nó đẹp thế này. Những cái quả này chúng sắp đậu nha các bạn, rồi những cái hoa nó ra liên tiếp, các bạn thấy chưa? Thì những cái cây này là các bạn để nguyên. Đó, nếu như nó quá xấu thì chúng ta bổ sung phân, còn nếu không là các bạn để nguyên như thế này khai thác nha các bạn. Những cái cây này thì mình sẽ bấm cành các bạn xem nha. Và khi chúng ta bấm thì các bạn lưu ý là phía dưới của nó là nó có những cái chồi như thế này. Đó, chúng ta giữ lại những cái chồi này nha các bạn. Và chúng ta bấm những cái cành mà nó cao như thế này để chúng ta tạo lại cái tán của cây cà. Mình sẽ bấm các bạn xem, như cành này là chúng ta sẽ bấm ở vị trí đây để nó nhảy cái mầm tiếp theo ở này lên nha các bạn. Đó, chúng ta bấm chừa ra một đoạn để phòng nó mất nước, nó khô cái thằng này.
những cái cành râm mà không hiệu quả phía trong này đó nha các bạn, này chúng ta bấm bỏ nha các bạn. Đó. Đó, những cái đẹp như thế này chúng ta giữ lại nè, các bạn thấy chưa? Đó, những cái cành như thế này là chúng các bạn nhất thiết phải bấm bỏ. Rồi, trên hình ảnh là các bạn thấy một cây cà mình đã tạo ra một cái tán rất là gọn gàng đẹp như thế này nha các bạn. Đó, đó mình đã bấm đi một loạt như cái này. Đó, chỉ tạo ra một cái cành đây nó còn thấp nhưng mà nó còn cái quả đó chúng ta giữ, hoặc là những cái cành nhỏ như thế này các bạn lưu ý nha các bạn. Đó, những cái cành già cỗi mà không có khả năng cho quả thì chúng ta phải bấm, để còn lại là chúng ta sẽ nuôi cái tược này. Tiếp theo thì một cái kinh nghiệm nữa thì các bạn lưu ý cho mình là đã qua 4 tháng và chúng ta thu hoạch liên tiếp thì những cây cà của chúng ta cái dinh dưỡng nó không còn nhiều. Cho nên là phải các bạn bón phân bổ sung cho nó để mình nuôi cái lứa quả tiếp theo. Và cái bồn này là cái bồn cũ mà trong video trước mình giới thiệu các bạn là khi chúng ta bón phân là chúng ta tạo cái bồn nha các bạn. Thì bây giờ trong cái lượt tiếp theo bổ sung cho cái cây cà sau khi các bạn đã bấm tán như thế này để nuôi cái tược mới của nó đó. Thì chúng ta banh nhẹ cái bồn này ra để tiếp tục chúng ta vào phân nha các bạn. Đây các bạn, mình đã sới nhẹ và tạo một cái bầu như thế này, nó rộng cách ra ngoài cái bụi cà mà nó sinh trưởng lớn như thế này nha các bạn, là khoảng đến 40 phân. Các bạn nhìn thấy là những cái rễ nó chạm đến ngay cái vị trí này nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ banh ra một cái bầu nhỏ phía ngoài này. Đó, và tiếp theo thì thưa các bạn là trong cái lượt bỏ phân này mình lưu ý các bạn là sử dụng các cái loại phân sau đây để chúng ta bù lại cái dinh dưỡng cho cái cây cà chúng ta, quá trình khai thác là rất là lâu nha các bạn. Đó, thứ nhất thì chúng ta vẫn bổ sung cho nó một ít phân chuồng nha các bạn. Đó, cái lượng thì ít hay nhiều là các bạn có thể định lượng, nếu như cà chúng ta mà đã rất là tốt. Nếu quá tốt nha các bạn thì chúng ta cũng không cần phải banh bồn như thế này. Các bạn hiểu ý mình chưa? Đó. Còn nếu như cây cà mà nó cũng ở mức độ vừa phải như mình quay trên hình này thì các bạn phải bổ sung cho mình một ít cái phân chuồng để mà chúng ta khai thác lâu dài hơn. Thứ hai đó thì một cái loại phân mà mình hay sử dụng để mà giúp cho cây cà nó ra hoa, nó đậu quả nha các bạn. Trên hình ảnh các bạn thấy đây là phân ure. Cái phân này đó thì nó giúp cung cấp dinh dưỡng và cho cái cây cà chúng ta phát triển về thân, lá, cành nha các bạn. Màu xanh đó rất là đẹp, có nghĩa là nó tăng trưởng, và những cái cây chồi mà chúng ta bấm thì nhờ cái phân này nó sẽ có tác dụng rất là tốt. Thứ hai thì phân NPK trong này thì nó có một phần đạm, lăng và kali nha các bạn, đặc biệt là cái hàm lượng kali, cái màu đỏ đỏ các bạn thấy trên hình ảnh này là kali, thì nó sẽ giúp cho cây cà chúng ta nó kích thích ra hoa và đậu quả nhiều hơn nha các bạn. Đó, có nhiều bạn thì hỏi mình tại sao lại cà ít ra hoa và thường là có khi ra rồi không đậu quả nha các bạn, tức là mình nghĩ rằng là các bạn đã bón phân không cân đối nha các bạn, trong đó nó thiếu một cái hàm lượng rất là quan trọng. Đó, tức là phân kali nó nằm ở trong cái hỗn hợp của phân NPK này nha các bạn. Cho nên nhất thiết là phải có nha các bạn. Còn nếu như cũng có trường hợp thì các bạn làm hữu cơ hoàn toàn. Có nghĩa là không muốn đụng đến cái phân vô cơ này thì vẫn có thể được. Nhưng mà theo mình thì trồng ăn gia đình, còn nếu như bạn kinh doanh làm một số lượng lớn hơn thì cái mức độ hiệu quả nó là không có cao nha các bạn. Đó thì chúng ta lấy cái phân ure này chúng ta trộn thêm khoảng 50% của hai loại nha các bạn, tạo thành một cái hỗn hợp như thế này. Đó, và sau đó thì các bạn rải một lớp nhẹ vài mươi gram nha các bạn.
Xong đó thì chúng ta rải phân vô ca phía dưới, còn phía trên là chúng ta rải phân bổ sung cho nó một ít phân hữu cơ nha các bạn. Một lần về cho một cái gốc cà lớn như thế này cả tùy theo nha các bạn, nếu mà quá xấu thì phải là vài ký phân. À, còn nếu mà nó đã tốt thì các bạn rải cho mình một ít phân vô cơ như mình nói, định lượng nó cũng vừa phải, và một cái khoảng một ký phân phân chuồng như thế cũng đã được rồi các bạn. Đó thì chúng ta có sau này dùng cuốc hay là cái bao như thế này, chúng ta gạt nhẹ cái lớp đất mà chúng ta đã đào ra đó. À, lấp nhẹ nha các bạn, lấp nhẹ phân nó lại. Đặc biệt các bạn lưu ý kinh nghiệm của mình đối với phân mà có sử dụng phân vô cơ đó, nếu như các bạn không lấp thì vào trời nắng gắt là nó sẽ bay hoàn toàn nha các bạn. Cho nên có nhiều bạn nó sau lại bỏ phân rất là nhiều, nhưng mà khi chúng ta bỏ không đúng kỹ thuật thì cây chúng ta cũng không có tốt nha các bạn. Đó rồi, rất đơn giản các bạn. Những cái lá già này thì chúng ta tỉa bớt để tạo cái độ thông thoáng với cái gốc nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy chưa, một cái cây cà đã được mà giống như là mình tái sinh nó lại nha các bạn, tăng lực cho nó để nó tiếp tục phát triển và cho chúng ta những cái thành quả trái nó sẽ rất là nhiều đó trên cái vườn này, các bạn thấy nó rất là đẹp. Nếu như cái vườn các bạn mà những cây cà nó đã đẹp như thế này, nó có màu xanh cũng tương đối như thế này nha các bạn, thì chúng ta tỉa cành tạo tán là chính đó, để giảm cái độ cao cây cà xuống phòng, chứ không thôi thì khi các bạn không để ý là gặp trời gió to thì những cây cà chúng ta nó hay đổ gục chúng và nó gãy cành nha các bạn, này cái năng suất nó mất đi rất là nghiêm trọng. Nếu như các bạn làm số lượng lớn mà mang cái ý định mà mình kinh doanh đó, thì đây là những cái mẹo nhỏ, cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của mình nha các bạn. Đó, đi chia sẻ với các bạn thì nó cũng hay như thế. Và nếu như các bạn làm trong quá trình mà mình trồng rồi chăm sóc cho đến hết chu kỳ như mình nói lại ban đầu đó, nếu như các bạn làm đúng thì cây cà này mình chắc chắn rằng nó sẽ cho thu hoạch 1 năm trở lên nha các bạn. Đó, đến 1 năm trở lên, và chúng ta chỉ trồng có một lần, ăn quả và khai thác rất là nhiều lần. Nó là loại cây trồng như thế và nó cho hiệu quả ở từng thời điểm như thế nào đó, nhưng mà hiệu quả rất là cao các bạn. Đó cũng như hình ảnh ban đầu các bạn thấy cái những cây ớt của mình đó, là nó mình đã trồng nó từ trước Tết luôn đó nha các bạn. Bây giờ trái nó vẫn rất là xum xuê. Thì những cây cà như thế này cũng thế, mình chia sẻ những kinh nghiệm nên mong các bạn áp dụng để mà trồng thành công trên cái vườn nhà mình nha các bạn. Có thể mảnh vườn nhỏ của các bạn hay những cây cà các bạn trồng trên ban công sân thượng thì cách chăm sóc nó như nhau nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của mình. Chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong các bạn những video tiếp theo của mình.